Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 26 tháng 3 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, không khí lạnh đang có xu hướng suy yếu lệch ra phía biển. Trong những ngày tới, thời tiết sẽ ấm dần lên, nhiều nơi xảy ra nắng nóng, tuy nhiên sẽ không kéo dài lâu. Dự báo từ ngày thứ hai của tuần tới, do chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh, di chuyển xuống nước ta sẽ làm cho nhiệt độ ban ngày giảm từ 5 đến 10 độ tùy từng khu vực. Nhiều khu vực ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trời sẽ chuyển rét. Nhiệt độ ban ngày nhiều nơi sẽ giảm mạnh xuống mức từ 19 đến 22 độ. Đồng thời nhiệt độ về đêm cũng sẽ giảm mạnh xuống mức từ 12 đến 15 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa trái mùa cũng sẽ gia tăng ảnh hưởng ở khu vực này trở lại. Từ ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 3 sắp tới, nhiều khu vực sẽ xảy ra mưa to đến rất to, kèm theo dông gió giật mạnh. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi. Trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, riêng khu Tây Bắc từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Đến trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, có gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, riêng vùng núi phía tây có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa không mưa, thời tiết tốt. Còn ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngoài ra, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác. Dự báo từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 6, ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 8, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía bắc của Biển Đông, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhận định về số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trong năm nay có khoảng từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khoảng từ 4 đến 6 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp và gây gió mạnh trên biển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.